muốn ăn gì cứ mua nha. Dạ. Ai? Đồ ăn ice cream hả? Mua gì vậy em? Đậu phụng rang hả? Này rang sẵn rồi hả? Rang sẵn hơn á, nóng hổi luôn. Nóng hổi hả? Cho chai cái nè. Ngon lắm. Ngon không? Ngon, rang thơm lắm. Nhiêu? Ba đồng bịch đó hả? Ba đồng bịch thì thơm ngon lắm. Cũng rẻ. Thank you. Rất ngon. Chay không phải đó, món này rác đổi này luôn hả? Ngon lắm, nóng hổi. Học bự ghê. Ăn khoái lắm. Học bự quá trời luôn. Chay cũng khoái lắm, chay đang để ăn kìa. Bên kia bán trái cây à? Coi trái cây. Coi hứa. Đi ăn. Coi trái cây con. Đi coi con coi. Học bụng ngon lắm. Học bự ghê. 5 đồng với 3 đồng. Mua bịch nữa. Che soy. Facile come facile facile barato. Llévela, frutera, verdura fresquecita, su casita de aquí de la frutería la esquita. Facile come, llévese los mangos. Un mango barato. $2 mango. $2, sí señora, facile come. Facile barato. Como la carne del gato. Hay là gia đình người Mexico. Ay yo. Nghe bây giờ nghe rau cười kìa. Ok, thôi mình đi vô trong đi. Đi sâu sâu trong hả? Đây anh đầu một người mày á, ấp nè. Hi, xin chào mọi người, hôm nay là gia đình của Bằng Võ đang ở chợ trời ở Golden West mọi người. Đây là thành phố Huntington Beach nè. Ở chỗ này thì cách Lido Sài Gòn cỡ khoảng 10 phút lái xe thôi và cách nhà Bằng cỡ 5 phút. À, cũng lâu lắm rồi Bằng mới trở ở đây, bởi vì trong những năm dịch bệnh đó là coi như là Bằng không có ra đây nữa. Còn ở đây thì nó mở cửa hàng tuần luôn, thứ bảy chủ nhật mỗi tuần, quanh năm luôn mọi người. Và ở đây thì người ta bán rất là nhiều đồ. Những đồ sinh hoạt có, những đồ cũ cũng có và đồ điện tử mới cũng có nữa mọi người. Và ở đây có nhiều người họ thích ra đây để họ đi tìm những cái món đồ mà độc lạ đó để họ sưu tầm đồ cổ á. Bởi vì có những cái khu họ bán đồ mà trong những cái gia đình họ dọn nhà đi rồi họ để lại những cái món đồ rồi sau này họ đem họ bán luôn. Thì có những cái món đồ đó đã không còn sản xuất nữa, rất là độc luôn. Đồng hồ hay là bàn ghế hay là chén dĩa đâu mọi người, rất là giống như kiểu đồ cũ vậy đó. Mà nó rất là đặc biệt. Thế là hôm nay Bằng sẽ quay và giới thiệu cho mọi người cùng xem ha. Nếu mà mình có ghé Lido Sài Gòn chơi thì nhớ đi chợ trời này. Ở đây thì có người Việt và người Mexico, cũng có người Mỹ cũng có nè mọi người. Có nhiều cộng đồng sắc tộc khác nhau ở đây nha, chứ không riêng người Việt. Nhưng mà nếu mà Bằng gặp được một cái gian hàng nào của người Việt thì Bằng sẽ vô hỏi vài câu để biết nhiều thông tin hơn về cái chợ này, để chia sẻ với mọi người. Ở đây là bán đồ cũ. Ở đây là bán đồ điện tử nè, đồ điện tử cũ nè. Bằng sẽ qua đây quay cho mọi người coi nha. Cái phàn nè. Nè, đèn giống gì nè. Mình thích thì mình mua về thôi. Thôi, nó bằng kim loại nha. Nhìn có lẽ nó giống như kiểu mà mạ đồng. Có thể là nó là đồng hoặc nó là mạ đồng.
Tờ bán đồ để làm contraction. That is pretty cool, bro, right? I love that. Maybe these things. Wow. You know what you like more than that? Con nói gì? Các cái thích này. Đó, đây đi thích này hả? Ở nhà đây đi có đó. Đi sửa xe cho con đó. Yeah. Đúng không? Sửa xe con chơi đó. Đây là đồ dữ nè. That looks like it really hurts though. Now that's too small. Oh, the tattoo. No, no, but do you have any tattoos? Đừng phật nha. You know the I do too. When you cúc xương. It only hurts in the beginning and then the rest is vibration. Oh, thương phật nha. I watch all those tattoos and I see so many people tap out, bro. No, I know. Oh, em. That's because she got it done by. Có cái lưu hương đẹp ghê. You know, because she can always hit new feelings. Cái lưu hương. Không ý mình nói gì nó đẹp lạ. Nhưng mà cái có vẻ không biết của nước nào nhìn nó giống Trung Quốc hay con kỳ lân nhìn không giống con kỳ lân cho lắm. Ok, mình đi vô trong nữa ha. She gets all cap to her sister. Because my wife has, you know, one down okay. Right here, right? Go. Next you. Thank them. Oh, thank you. Chỗ này là bán đồ để làm xây dựng nha. Không, thổi lá. Thổi lá chứ ờ. Có mấy anh mà đi thổi lá ngoài đường đó. Trong này mốt mình có nhà, mình cũng phải mua cái này mình thổi chứ bộ. Chứ hơi đầu quét, thổi mình gom cái dốc đó. Ừ. Nhiều ít gì cũng phải mua cái máy chứ hơi đâu mà em ra em quét sao nổi. Máy nhìn ngon ha. Hiệu này nhìn ngon, đi quét gì nè. Hiệu này ngon lắm á. Ok, qua đây Ân, đi con. Ân muốn mua văn nữa không? Đồ chơi kìa. Bán nồi luôn. Cái này là cái máy chơi điện tử ngày xưa mọi người. Này chắc là thời của em mới biết chứ còn mấy đứa trẻ sau này chắc nó không biết đâu. Trời xưa mê này chết luôn á. Gắn cái băng này để chơi nè. Này cắm giống vậy nè. Ân nữa đâu biết cái này. Cái này ngày xưa anh mới biết, em chắc cũng không biết ha. Mấy trò chơi này em đâu biết không? Bấm tay cầm á. Con thấy gì đó ạ? Sai. Alex. Yeah. Ok, thôi đi con. Bye bye. Trời ơi. Ở đây bán thảm em. Cái thảm. Thảm bự ghê không? Quay cho mọi người coi mấy cái thảm nè. Trời ơi bự dữ vậy. Trời ơi, có 25 đồng à. Trời em, cái thảm bự có 25 đồng à. Trong còn quá trời luôn mọi người. Wow, hình cọp nha. 45 đồng. Cái kia hình con ngựa có 10 đồng thôi. Rẻ quá vậy. Lớn, bự có 25 đồng em. Này cái mền hay cái thảm? Cái mền là cái dưới, cái trên không biết. Trên là cái thảm em mà.
Nhiều vô trong coi thứ coi. Ủa cái mền. Cái này mới thảm. Ha, cái này là mền, cái mền kia mền. Cái trong cái thảm, cái này mới thảm nè. Anh nãy giờ anh cứ tưởng cái công công là cái thảm không chứ. Con đâu. Thảm. Ừ. Cái mền. Cái thảm ha. Thảm này đẹp nè. Đẹp ghê ha. Sang quá ha. Cái này nè, cái màu đỏ đẹp nè. Ừ. Này mà có phòng khách á, mình để dưới cái bàn ăn. Nhưng mà nó trơn ở đây. Đâu có, nó hít xuống. Không, cái loại này nó nhiều lắm. Nó hít xuống, ở trong nó có sẽ có lằn nó hít xuống em đó. Nó có lằn trắng trắng hít xuống. Nó hít xuống. Mami. Sao trơn được thảm rồi. Ủa vậy hả? Đúng là nó có cái hít này không hít. Chắc mình phải tự hít. Xuống ăn, ăn. Trơn, nó xuống, không có đứng lên cái thang. Hơi đi. Cái là xe bán đồ ăn nha mọi người. Em nói gì? Đâu? Yeah. Lại đây. Đi lại đây. Lại đưa xe anh. Không ra đâu. Này bán rau mọi người. Rau. Ủa, này cái cần. Cần. Thấy người Mỹ nhiều ha mọi người. Hôm nay có khu bán đồ ăn nha. Bán gì đây? Bán gì? Bắp nướng nè, vậy đi qua đây coi. Coi thử coi. Coi bảng coi con. Có bàn ngồi ăn luôn á. Ăn là gì ăn thì bắp thôi. Bắp. Hơi tây. Ta bỏ vô trong cái cốc cho mình nha. À hả. Không biết nó tên là cái gì luôn ha, nó chỉ ghi bắp thôi à. Bắp nướng cái tách ra sẵn hả? Không, mua nguyên cái mà mình muốn thì kêu ta bỏ vô cốc cho mình đó. Đâu có, cái loại mà bỏ vô cốc là cái loại kia kìa, luộc vô cái nồi kìa, mới múc ra đó. Hỏi nướng sao nó cắt ra cho em được. Bắp luộc, nhúng bắp cái trộn nước nóng. Sao mới vô trộn cái gì, vô trong cái trộn luôn kìa. Dạ chắc vậy. Thôi, chắc không ăn đâu. Ok. Cái nè con. Dạ, okay, qua cho ta vô em. Bắp nướng cái đằng kia kìa, cái kia mới nướng. Đó, cái đó mới nướng. Còn cái này là luộc. Nó mới trộn nước sôi vậy đó em. Ông ơi, nó làm rớt rồi. Ok, thôi đi xuống đây đi. Nhìn nó không hợp khẩu vị với tụi mình. Đồ mẻ bằng chỉ thích ăn taco với burrito hả? Mấy cái đó ăn là nó ngon. Nó giống kiểu như bánh cuốn như kiểu Việt Nam mình đi ha. Ha. Dễ ăn hơn. Còn mấy cái món kia mà mẻ họ bỏ cái nước sốt hay là cái muối gì khó ăn lắm. Yeah, cái này là đồ để mai. Đồ này để mai quần áo á. Dây thun. Dây thun. Ồ, người Việt hả cô? Việt Nam. Bán này lâu chưa cô? Rồi, cũng được, lâu. Lâu rồi hả cô? Dạ. Này bán mỗi tuần? Tuần thứ bảy chủ nhật. À, nhưng mà mỗi tuần, tuần nào cũng bán hết? Dạ, yeah, đúng rồi. Quanh năm luôn? Dạ, khi nào lễ người ta đóng cửa thì mình đóng cửa. À, lễ không đóng cửa, chỉ còn nhà trường thôi. Ở đây người Việt mình bán nhiều không cô? Có cô. Cũng nhiều hả? Sao nãy giờ con đi con thấy người Mỹ không? Dạ. Dạ. Việt Nam mình bán mà mặt hàng khác. Dạ. Cái quầy bên đây cô Việt Nam mà nay cũng nghỉ rồi. À, có cái loại kim mà cái áo. Ủa vậy, vậy là chỗ này mình thuê là thuê nguyên năm luôn hay sao cô? Thuê nguyên năm luôn. Ồ. Oh. Là mình bán không bán gì cũng phải trả tiền. Đúng rồi. Còn nếu con thuê
không khí ren á thì cũng được, nhưng mà giá nó khác. À, giá nó cao hơn. Còn thuê nguyên năm nó rẻ hơn. Giống như con phê ở mấy cái shop con làm ăn vậy thôi. Dạ. Mấy con ký contract bao nhiêu thì nó giá bao nhiêu vậy thôi, còn con phê mỗi tuần, mỗi tháng thì nó khác. Dạ. Ở đây nó tính theo đồng tiền như vậy đó. Ừ, dạ. Dạ. Yeah. Cảm ơn cô. Dạ, con chào cô nha. Dạ. Này có cần nút cô. Ai mà muốn mua đồ mà để mai là ra đây, quá trời luôn. Dạ, đồ mai đi ra đây. Dạ, chuyên đồ mai. Thấy dây kéo nè. Nút luôn. Đâu có đổi chỗ đúng không cô? Bán xuống cái này luôn. Hôm nay thứ bảy, ngày mai đổi sang chỗ khác. Ủa phải đổi chỗ khác. Mai vô đâu đi. ABC đi. Cái tên hả cô? Dạ. Alo. Tên nè, con nhìn nó đây nè. Nè, đây nè, con thấy không? À, cái số lô nè. Ha. Kê nè. Con nhìn tấm bản. Con nghĩ cô có cái bản không? Cô phải để cái bản tên của cô vậy. Có luôn hả? Ừ. Đâu để con quay. À không, ý cô nói này là cái bản của cái lô, còn ý cái bản của cái tiệm cô. Đâu, không được hả con? Không có để vậy. À mình không được để. Mình chỉ quen đi biết từ cái lô vậy đó. Dạ, nhiều khi khách họ khó kiếm. Nhưng mà thứ bảy là tới khu này là gặp cô. Dạ, Jay đúng không? Cái lô này. Dạ, Jay. Chủ nhật thì ngồi luôn đi. À đi. Dạ. Yeah. Chuyên bán đồ may, mấy cái này khó tìm mua lắm. Yeah. Ở đây nó có trong tiệm Việt Nam á. Đúng rồi. Nó gấp đôi. Đúng rồi. Nhiều khi mình cần cái nhỏ mình đi kiếm không được. Ở đây đồ hả? Chuyên đồ may mặc. Cảm ơn cô. Giá, không có thuế. Dạ. Kêu vừa có thuế, vừa mắc hơn. Dạ. Con cảm ơn cô nha. Dạ. Chào cô. Đủ thứ nút luôn. Chùa, ôi. Thank you. You can type his name. The band for B-A-N-G, I think she's exactly. You're putting a YouTube. Này 1 đồng 10 cent hả? 1 đồng 30 nút 30 cái 1 đồng thôi. Giống như mình may giá mình thêm cho nó đẹp. Quá rẻ luôn phải không? Đây là một cái chỗ bán cây cảnh mọi người. Đẹp ghê chưa? Trời ơi mấy chậu xương rồng nhìn cưng quá vậy. Đẹp lắm. Hả? Em nhìn mấy chậu xương rồng nhìn cưng quá hả? Thôi chút xíu hả? Cái này là 3 cây 5 đồng. Cái này là 2 đồng một chậu. Cái này còn có 2 đồng chậu rồi em. Trời giá rẻ ghê vậy. Cái này là 2 đồng chậu, nếu mà mua 3 chậu là có 5 đồng thôi. Giống nhau hết luôn. Cây này chắc mắc hơn. Bên kia có chậu cây đẹp hả? Còn cây này dây giống như cây dây. Giống cây gì vậy trời? Hộp như chân trâu. Không thấy để tên. Người làng hả? Có xương rồng đỏ nè. Cây này gai nhìn ghê quá. Cái này là chủ người Mỹ mọi người. Chủ người Mỹ. Này sen đá nè. Thế cô. Wow, cây sen đá. Nhiều loại quá ha. Cũng 3 đồng. Chậu 3 đồng thôi. Cái này mà có cái vườn nhỏ trồng sướng luôn. Trời, này có bông nữa cơ mà. Ôi, này bông. Một nhà đấy chứ. Trời ơi, hôm bữa em đi mua cái chậu này ở trong Home Depot. Hình như 19 đồng. Cái này bán nhiều không biết. Thay hôm bữa lúc dịch không có, ở đây chợ này không có bán. Chứ bình thường mình mua mấy chậu này ra đây mua rẻ nữa.
Ủa có bông em? Có cái nệm này đẹp nè. Cái nào? Chùa cô. Đã hả? Cái này đẹp nè. Nó, biết đi. Cây này mới tầm mới hết nè. Giống như bonsai ha. Ồ, đẹp em. Cây này đẹp quá. Bonsai. Màu đẹp quá. Có cái vườn nhỏ nhỏ ha, mình mua mình trồng ha. Cái cây xương rồng này trồng đâu có chết được đâu. Nhưng mà với khả năng của em thì chắc chết. Sền đá. Ồ, bên đây có chậu bự hơn mọi người ơi. Cái này cây nhỏ xíu luôn. Ồ, cây này có chút xíu à. Cây bự hơn luôn đây nè. Có hoa luôn. Này về trồng mấy hôm chắc ra hoa rồi. Cây giống cây ở nhà Linh Đạo ha. Nè, xương rồng bự nè, hình tròn á. Chắc vậy. Chị không có bước nghe chị. Nè con. Chị chung bước. No chị. Cho chị lùi lại mẹ. Chị lùi lại, chị bước cũng được. Ở đây. Chị má không lùi được bác. Ừ. Qua đây. Oh yeah, thank you. Đây là cầm nóng nè, cầm luôn cái túi này nè. Rồi, ăn cái này họ giữ nóng sẵn rồi. Để thôi. Ngon, cho chay miếng, để mẹ cho chay miếng. Để ăn là cái tay chay băng luôn. Chua. Đúng rồi, nhìn thôi con. Toàn bút 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 không vậy. Đúng rồi, nhìn thôi con. Ủa cái cây này giống cây trà xanh, cây trà xanh luôn. Đúng rồi. Lá trà. Ừ, lá trà nè. Má mẹ. No. Ủa cái cây mai này là mình hay mua về mình chưng Tết nè em. Nhưng mà cái này có gốc luôn rễ luôn á. Được không? Hả? Cây này mình hay mua về mình chưng Tết đó. Cái mai này nè. Đúng rồi. Mai này là mai rừng hay mai nhật? Mình không biết tên nữa, mai là gì, nhưng mà mình mua Tết về Tết đi mình chơi mai nhật á, cho nó mai nhật. Ô mai nhật hả chú? Dạ. Yeah. Cây này là phải cây mà người ta bán canh cành cắt cắm trên Tết đó chú. Đúng rồi. Mai này nó có rễ. Nó có rễ luôn. Ồ hay ha. Thay vì cái mai kia cắm mà tầng 2 tầng nó hết rồi. Để hoài luôn á. Mai này dễ trồng không chú? Dễ, nó hợp khí hậu Mỹ. Dễ chậm. Quá trời búp luôn. Mai này giống như đào vậy. Cây này cây gì? Cây này tên là cây gì chú? Mai Đài Loan hả chú? Mai của Đài Loan. Đào ha. Nè, yeah. Giống như đào đẹp. Quá trời búp trời. Con cảm ơn chú. Mảng cầu na nè em. Cây mảng cầu na đó. Nè lá mảng cầu na Việt Nam mà. 265 đồng. Ở đây nè. Nó đó. Cây này hiếm lắm mà Nga. Bên đây là mảng cầu mà kêu mảng cầu mễ nhiều, chứ mảng cầu na này khó mà. Nhìn là biết cái lá mảng cầu à. Apple hả nè. Này mà nó hợp khí hậu rồi nó ra trái ăn mệt nghỉ luôn ha. Sơ đồ hả? Con này con gì vậy? Ba con rùa. Ba con rùa. Ba con rùa. Con gì đây? Rùa 2, 3. Ba con rùa. Ba con rùa. Mỗi mấy con ếch. Con ếch. Ladybird. Yeah. Say thank you. Thank you. Thank you.
Ồ, chỗ này là chiên bán đồ cho chim nè. Lòng chim thức ăn luôn em. Chiên bán đồ cho chim. Hả? 3 đồng phần đó thì cũng rẻ chứ. 3 đồng phần đó thì rẻ. Dạ bây giờ là gia đình của Bằng sẽ đi về mọi người ơi. Bây giờ là cũng hơn 3 giờ rồi, Bằng nghĩ là người ta cũng sẽ đóng cửa đó. Thấy ai cũng dọn dẹp hết rồi. Hay là hẹn mọi người lại trong video khác nha.